Và đây là vườn giống người ta ươm đấy các bạn nhé. Đã chiết rồi xong bắt đầu người ta ươm thì là bây giờ người ta dâm nó vào đây. Nếu khi nào có khách đến thì là mua người ta nhấc từ đây lên. Đấy. Như này là ươm trước này. Đang sống rồi. Luống bên này á thì người ta ươm từ lâu rồi. Nếu như mà có khách lấy là người ta nhấc từ đây lên, cái này về là cứ thế trồng. Như thế này là mang về trồng các bạn. Mình xin nhắc lại số điện thoại 0898 717 146, mình ở Đoan Hùng, Phú Thọ nhé các bạn nhé. Các loại trong dòng cây siêu lá. Và đây là lá của nó nhé các bạn nhé. Đấy, cái giống này nó là mai vàng. Gọi là bương gù đấy các bạn ạ, bương gù hoặc mai vàng nó vẫn là một đấy, lá to lắm các bạn ạ. Thế Em bận làm bên còn bà rồi không về nó đâu. có những cái loại Lúc khác em cũng gặp sau giống như nhìn thế đây. này nhưng mà nó lại là 2 giống khác. 4 Đây 6 cẳng nó 8 vàng 12 mà tàu. lá nó dày Đấy. đấy. Còn cái đây gọi là mai thái các bạn nhé, mai thái lá nó có màu, có cái phấn, cái râu màu đen đen. Đấy, to như bàn tay của người trưởng thành này. Đấy. Và mình cho các bạn xem này. Đấy. Chiếc tông, dép tông của người lớn nha các bạn nha. Đo vào vẫn rộng hơn chiếc dép tông luôn. Riêng cái giống mai, đây gọi là mai thái. Và dâu lá nó màu xanh, có dâu màu đen nha các bạn nha. Đấy, đây này, các bạn nhìn kỹ cho mình này. Cái gân của nó màu xanh thẫm. Và cái giống này thì lá cực to luôn. To lắm các bạn ạ. Đấy là mình chia sẻ cho các bạn. Rồi còn giống lá gọi là cây siêu lá nữa. Đấy. Đây là cây siêu lá này. Các bạn nhìn không? Cuối vụ nhưng mà lá của nó vẫn xâm lắm các bạn ạ. Tha hồ hái. Cực kỳ chất lượng luôn nhé. Các bạn yên tâm về chất lượng nhé. Và đây là mình đã bó cây giống để chuyển đi cho khách nhé. Hôm nay bạn ở Thanh Hóa, bạn nên lấy này. Bạn lấy 300 cành nhé các bạn. Và đây là bạn ở trên Hà Giang, bạn lấy 500 cành nhé các bạn. Đấy. 500 cành này là cái giống siêu lá đây các bạn này. Và đây là 300 cành của bạn ở trên Xuân Vân Tuyên Quang. Mình bó vào để gửi xe đi cho bạn đấy các bạn. Đấy, và đây là tại vườn. Vườn này gọi là vườn siêu lá. Thì nhân công đang đi thu hái đây các bạn này. Thì tuy rằng là cuối năm rồi nhưng mà thời tiết khô hanh nhưng cái giống này vẫn lên khỏe cực kỳ luôn. Đấy, các bạn nhìn. Chúng ta dùng một cái xào. Thế xong rồi là buộc giật. Cái cây này thì nó cũng không cao lắm đâu các bạn ạ. Cây của nó thì chỉ to gốc của nó bằng cổ tay thôi. Và nó lên tầm khoảng độ 2 mét rưỡi 3 mét thôi. Đấy, bởi vì cái vườn này của mình là mình trồng mới được 3 năm. Năm nay bắt đầu mới bước chân sang năm thứ ba, thế nên là cây của nó cũng, búi của nó chưa to. Năm thứ nhất
chúng ta trồng 6 tháng, 6 đến 8 tháng là chúng ta có thể thu hoạch nha các bạn. Thế xong rồi là từ khi đó là các bạn thu hoạch triền miên năm này sang năm khác. Để mà nói cái cây này ấy là nó ra lá quanh năm, đấy, ra măng quanh năm. Nếu như mà gặp thời tiết thuận mưa thì nó ra ra quanh năm luôn các bạn ạ. Mà chúng ta cũng có thể thu hái quanh năm luôn. Thời điểm của nó thì giữa mùa lá nó sẽ to hơn và nó sẽ được giá hơn. Có lúc thì lên đến 30.000 1 kg lá tươi ngâm nước nha các bạn nhé. Còn cuối năm thì ít nhất cũng phải 15.000 1 kg. Nhưng mà không có để mà bán. Cái này bây giờ rất thịnh hành. Và đây là sản phẩm người ta hái được đây này, hái một gốc này các bạn này. Đấy. Người ta hái xong rồi cứ từng bó thế này. Đấy, để vào đây xong rồi là lại mang về nhà cho vào ngâm nước. Xong rồi là thương lái người ta khắc đến tận nhà người ta mua. Nếu bạn nào quan tâm đến cái dòng giống này thì xin nhắc lại với các bạn thêm.